tôi gieo trồng những mầm xanh cho tương lai. Chúng tôi gieo trồng sự chu đáo, tình thương và sự ấm áp. Chúng tôi kiến tạo những công trình xanh cho đất nước. This artichoke is not only a flower but also a vegetable. Artichoke shaped building is which is located in Lumbin Square. It's one of the most characteristic of Đà Lạt city. I take many beautiful sceneries of Vietnamese nature to friends around the world. Chúng tôi gìn giữ và phát triển cho môi trường bền vững.